Đây sẽ là cái độ sáng 800 lumen của P25V2 Và đây là 3600 lumen Một cái ánh sáng nhìn bao quát cực kỳ là tốt Với cái tầm nhìn hiệu quả có thể đạt tới khoảng 100m Và dùng ở tầm gần thì cực kỳ là tuyệt vời luôn Bởi vì là cái tâm của nó tỏa rất rộng Chào các bạn, như đã hứa thì hôm nay mình sẽ đánh giá chi tiết về cây Sailor Sky P25V2 này nếu các bạn có thấy là lẫm với cái thương hiệu Silent Sky và chưa rõ chất lượng đèn của họ ra sao thì có thể xem qua cái video gần đây nhất của mình. Sau hơn một tháng qua thì mình sử dụng P25 V2 P2 rất nhiều, cứ ra ngoài đường buổi tối là sẽ mang theo nó và chung quy lại thì có ba cái điểm mình rất là ưng ở cái đèn này. Đầu tiên là cái dung lượng pin của nó tới 5 5000 mAh. Mỗi tối mình dùng đi dạo khoảng 30 phút ở cái độ sáng khoảng từ 200 cho tới 800 lumen mà cả tháng vừa rồi mình mới phải sạc pin đúng một lần. Thứ hai là dễ sử dụng thì cái đèn này nó có chế độ nhiều mức sáng cuối được sử dụng nên là mỗi lần bật lên là chúng ta sẽ vào ngay cái độ sáng đấy cái độ sáng mà hay dùng nhất cụ thể đối với mình là khoảng 200 lumen và mỗi khi cần chuyển sang cái độ sáng tiếp theo thì chỉ cần ấn cái công tắc ở trên thân này là xong và cuối cùng chính là cái ánh sáng cho ra của cái đèn này nó rất là thực dụng bên cạnh cái độ sáng cực đại tới 3600 lumen thì ánh sáng của P25 V2 nó cho một cái tầm nhìn bao quát cực kỳ là tốt chiều xa hiệu quả ra khoảng 120m đổ lại và dùng ở trong nhà thì cũng rất là hợp lý như mình đã đề cập ở video trước thì đề pin của Science Sky có chất lượng và hiệu năng không thua kém nhiều so với Phoenix mà giá bán lại dễ chịu hơn khá là nhiều. Cụ thể cây P25V2 này có giá bán chỉ 1 triệu 690 nghìn mà lại được bảo hành tới 5 năm như Phoenix thay vì chỉ 1 cho tới 2 năm như các hãng giá rẻ và tầm trung khác. Điểm ăn tiền chính là ở cái chế độ bảo hành 5 năm này. Đây là hộp của P25V2, có thể thấy là cái cách đóng gói của họ khá đẹp, đơn giản và trực quan. Ngoài cái thân đèn ra thì chúng ta sẽ có những phụ kiện sau, đầu tiên là một viên pin sạc 2700 của Science Sky luôn. Vé pin này có dung lượng là 5.000 mAh và nó được trang bị ở cổng Type-C si ở trên thân pin, giúp chúng ta có thể sạc trực tiếp vào đây mà không cần dùng tới bộ sạc rời. Thực tế là viên pin này vẫn có thể lắp vào bộ sạc rời và dùng bình thường. Một cái bao đựng nền giúp chúng ta có thể cất đèn trong ba lô hay là cài nó ở thắt lưng. Một cái sợi cáp sạc Type-C si, khá là dài và chất lượng. Một sợi dây đeo tay có thể điều chỉnh được kích cỡ. Hai cái O-ring sơ cua để đề phòng cái O-ring chống nước của đèn nó bị đứt thì có thể thay vào và họ rất là chu đáo khi mà cho thêm cả một cái núm công tắc sơ cua nữa đây nó là cái núm này và cuối cùng là một tờ rất sử dụng rất là trực quan nhưng mà nó lại bằng tiếng anh khoan bàn được các yếu tố khác thì điểm đặc biệt của cái đèn này chính là cái hệ thống quang học của nó và ánh sáng mà nó cho ra thì đặc biệt ở chỗ nào đầu tiên p 25 v 2 là một cái đèn pin có kích thước tầm trung nó ngang với cái dòng pd 36 của phoenix với cái thân dùng pin 21700 cái đầu của bên này chỉ có được kính nhỏ khoảng 30 mm nhưng mà lại được trang bị cái chip led là Cree XHP70 thế hệ thứ ba cho cái độ sáng cực đại tới 3600 lumen. Chip led có tiết diện lớn kết hợp với chó phản xạ nhỏ và nông mà nó lại là chó sần thì nó lại cho ra một cái ánh sáng có góc chiếu cực kỳ là rộng, rất là tỏa và cho cái tầm nhìn bao quát tốt cho một cái diện tích rộng. Hơn nữa là cái chip LED Cree HP 70 thế hệ thứ ba này nó có thể kéo lên tới là khoảng hơn 5000 lumen theo cái thông số của nhà sản xuất. Nhưng mà Science Sky lại chỉ cho cái cây này chạy ở khoảng 70% công suất. Thế nên là có LED mà cho một cái hiệu suất rất là tốt và lại không làm đèn bị quá nóng. V25 V2 B2 có thể chiếu xa tới 208m theo công bố nhưng mà thực tế thì mình thấy nó chiếu hiệu quả ra khoảng 120m đổ lại. Ở đây mình có Phoenix PD36 Pro với cái kích thước cũng tương đương và nó có độ sáng là 2800 lumen. Cái này thì nó sử dụng cái chip led là SFT70 của luminus có cái tiết diện nó nhỏ hơn rất là nhiều so với cái Cree XHP 70.3 này và cái ánh sáng của nó cho ra cũng có cái độ trụng tốt hơn hẳn. Khả năng chiều xa của nó có thể đạt tới 380m theo thông số và hiệu quả trong khoảng 200m đổ lại ở cái điều kiện thực tế. Khi mà mình chiều hai cái này ở ngoài trời hay là ở trong nhà thì các bạn cũng có thể thấy rõ được cái sự khác biệt về ánh sáng của chúng. Đó lại thì P25 V2 P2 không phải là một cây đèn pin nó có cái thế mạnh về khả năng chiều xa Nhưng mà cá nhân mình lại rất là hài lòng về ánh sáng của cây này và thấy nó rất là thực dụng bởi vài lý do sau Đầu tiên là cái ánh sáng của nó có thể dùng tốt cả ở trong nhà và ở cái tầm cực gần Như kiểu là chúng ta dùng để đọc sách bởi vì cái tâm sáng của nó rất là rộng Nó không bị quá chói ở cái vùng chính giữa với cả chúng ta dùng hàng ngày ở trong đô thị thì đa phần là sẽ không cần cái khả năng chiều quá xa đâu chủ yếu là cần cái ánh sáng nhìn vào qua tốt trong khoảng 100m đổ lại là đủ cho khoảng 90% có nhu cầu sử dụng và thực tế là khi mà cần cái tầm nhìn tốt hơn thì cái độ sáng 3600 lumen của cây này thì thực sự cũng không phải là rộng vừa đâu. Nói chung là mình thấy cái cây P25 V2 này đối với bản thân mình thì nó đáp ứng tốt tới 90% các nhu cầu chiều sáng cơ bạn hàng ngày. Còn ai mà có công việc đặc thù cần đến khả năng chiều sáng tốt hơn khoảng trên 150m thì nên cân nhắc những cái mẫu đèn khác. Thì mình sẽ để link của vài mẫu đèn đấy ở phần mô tả của video này. Sales Sky P25 V2 là thuộc cái phân khúc để pin cầm tay cỡ chung thì kích thước của nó ngang với cái dòng PD36R của Phoenix Đặc trưng của cái dòng đèn này là cái đường kính đầu của nó gần bằng với đường kính thân Cụ thể thì đường kính đầu của cái này là 30mm Còn đường kính thân là rơi vào khoảng 24mm Thế nên là nó bỏ túi cũng rất là ổn, không bị cộm hay là cấn Tổ chiều dài của cái này là khoảng 14,5cm Và trọng lượng cặp pin của nó là 173g Mình đánh giá rất là cao ở chất lượng hoàn thiện của đèn pin Silent Sky Nếu mà chấm điểm với Phoenix thì mình có thể cho là khoảng 8,5 trên 10 Thân đèn được làm hoàn toàn hợp kim nhôm, rất là cứng cáp, chịu va đập tốt và chống nước tới IP68. Cái lớp mạ anodized của Silent Sky rõ ràng là cao cấp hơn của Sofin và nó được hoàn thiện nhám nên là chống xước rất là tốt mà lại không bị bám vân tay. Các chi tiết nhỏ của cây đèn này được hoàn thiện rất là tốt và tỉ mỉ với cái độ chính xác cao. Chẳng hạn như là các lá tản nhiệt hoặc là những cái chi tiết nhỏ ở trên thân đèn này, các bạn có thể thấy là làm rất là tốt và không hề có khuyết điểm nào. Thân đèn làm khá là dày dặn và đều, sờ vào không có cảm giác bị sắt cạnh gen vặn rộng vuông có do cao su và cái gen này nó đem lại một cái cảm giác vặn khá là mượt đuôi đèn thì được làm tới hai cái lò xo và đều được mạ vàng để tăng cái khả năng dẫn điện mình khá là hiếm khi thấy một cái đèn nào được làm tới hai cái lò xo như này phải nói khá là cẩn thận chói đèn thì rất là sạch sẽ không có một hạt bụi và cái mặt kính của nó có lớp chống và xạ ar với cái đặc trưng là nhìn nghiêng sẽ có ánh tím chẳng hạn như cây pd 36 r này của phoenix này nhìn nghiêng cũng sẽ thấy có ánh tím luôn Công đuôi thì cứ cho cái cảm giác bấm rất là tốt, nhạy, độ cứng vừa phải, một tội là cái tiếng của nó hơi to. Cái công tác chức năng ở trên thân được làm một kim loại, rất là cứng cáp, nó không hề có cái cảm giác bị lầu lèo. Và cái công tác này được làm lồi lên nên là có thể dùng kể cả khi mà chúng ta đeo găng tay. Ở giữa sẽ có một cái đèn báo pin để cho chúng ta biết được cái tình trạng của viên pin theo cái thời gian thực. Cái này là có thể đứng được bằng đuôi nhưng mà mình thấy là nó không vững cho lắm nhưng mà có vẫn hơn không Và ngoài ra một cái điểm mình chưa ưng lắng đó là cái Benzen của nó là làm dạng phẳng Thì uh, ví dụ như chúng ta vô ý để bật đèn đi mà úp nó xuống thì sẽ không thể nào mà thấy ánh sáng thoát ra được Thành ra là cũng không biết là cái đèn nó đang bật Có như kiểu Fenix PD36R Pro đi, cái Benzen của nó sẽ có các khe hở như này Bật đèn úp xuống thì vẫn thấy ánh sáng nó thoát ra, nên là vẫn có thể biết được cái ưu điểm lớn nhất của P25V2 đó chính là cái giao diện sử dụng của nó cực kỳ là thân thiện và trực quan. Nó không có công tắc đôi kép như PD36R Pro hay là công tắc xoay như TK11 tac và nó được thiết kế với một cái cụ công tắc rất là basic và điển hình của nhiều mẫu đèn pin Phoenix với cái giao diện sử dụng cũng có thể nói là rồng tới 95%. Trong đó công tắc chính là sẽ được đặt ở đuôi. Cái công tắc này là sẽ đảm nhiệm cái việc bật tắt tiên đèn và nó có thể bật tắt tạm thời một cách là nhấn giữ với một cái lực vừa phải nhả tay ra đèn nó sẽ tắt với cái kiểu này thì chúng ta có thể tạo những cái tín hiệu riêng một cách rất là đơn giản như này khi mà đèn nó bật thì chúng ta sẽ dùng cái công tắc ở trên thân để chuyển qua lại các độ sáng tiến một lần để chuyển qua lại ở mức sáng V25 V2 thì sẽ có 4 mức sáng cơ bản đây là cái độ sáng 50 lumen đây là 200 800 và 3600 lumen để kích hoạt các chế độ nháy thì chúng ta sẽ nhấn giữ công tắc là nó sẽ thay này chốt cái này để bằng tự vệ này tiếp tục nhấn giữ là sang nhảy SOS để phát tín hiệu cầu cứu và nhấn một lần về lại cái chế độ sáng ban đầu. Ngoài ra chúng ta có thể kích hoạt nhanh cái chế độ sáng thấp nhất của nó là 5 lumen bằng cách là nhấn giữ cái công tắc này và nhấn công tắc đuôi là nó sẽ sáng ở cái chế độ 5 lumen thì đây là một cái điểm mà nó hơn cái giao diện sử dụng của Phoenix khi mà nó giúp chúng ta có thể chủ động hơn khi mà cần cái độ sáng thấp không muốn bị gây chói mắt và bị bất ngờ như kiểu là nửa đêm tỉnh dậy chỉ cần một cái độ sáng vừa đủ để mà soi đồ loanh quanh tìm đồ mà không ảnh hưởng đến người khác hay là gây kiểu bị choáng và cái điểm mình thích nhất ở cái giao diện sử dụng này chính là cái khả năng nhớ mức sáng cuối cùng được sử dụng trừ cái mức turbo là 3600 lumen thì cái kiểu nhớ mức sáng này nó rất hữu dụng khi mà chúng ta dùng nhiều ở một cái mức sáng cố định đặc biệt là với người cao tuổi mình là rất là hay dùng ở cái độ sáng 200 lumen này cả ở trong nhà lẫn ngoài trời nên là mình cứ để cho nó nhớ cái độ sáng 200 lumen đấy thôi mỗi lần bật lên là sẽ để cái độ sáng mong muốn luôn cũng không cần phải điều chỉnh gì thêm đó lại thì cái đèn này nó cho một cái trải nghiệm sử dụng thực sự rất là tốt và nó đỡ đau đầu nhưng mà nó sẽ không phù hợp với những ai cần cái khả năng nhảy chốt nhanh hay là thao tác mọi cái chức năng nhanh bằng một tay nếu các bạn có cái nhu cầu kiểu như vậy thì có thể tham khảo cái thiết kế công tắc đuôi kép như kiểu là Phoenix PD 36 r Pro TK 20R V2 hay là những vài cái mẫu đèn của Olight thì cũng có cái giao diện sử dụng nó rất là thông minh Size Sky trang bị cho P25 V2 một cái cảm biến nhiệt độ chủ động thì nó sẽ kiểm soát cho cái nhiệt độ của cây đèn nó sẽ không vượt quá là 55 độ C thì khi mà cái đèn nó gần đạt cái ngưỡng nhiệt độ này rồi cái mạch bảo vệ nó sẽ tự động hạ cái độ sáng xuống và nhiệt độ giảm thì nó lại tăng cái độ sáng lên mức ban đầu cái chức năng này nó có nhiệm vụ là đảm bảo tuổi thọ của các linh kiện bên trong cái đèn cũng như là bảo vệ người dùng không bị bỏng rát do cái nhiệt lượng tỏa ra rất là lớn khi mà dùng ở cái độ sáng cao và theo như thử nghiệm thực tế thì mình thấy rằng P25 V2 có một cái hiệu năng chiếu sáng thực sự rất là tốt nó ngang ngửa với pin của Phoenix đầu tiên cái độ sáng 3600 lumen là một cái độ sáng rất là cao nhưng mà cây đèn này nó sẽ hạ cái độ sáng đấy từ từ chứ nó không đột ngột như như cái mạch hiệu suất kém. Và các bạn có thể thấy là cái biểu đồ cái đoan tham của nó thì rất là đẹp luôn, nó không bị quá dốc và đột ngột. Thực tế là chúng ta có thể dùng hai tiếng ở cái độ sáng này tính ở khi nó hạ xuống cái độ sáng thấp hơn cho đến khi hết pin. Cái độ sáng cao 800 lumen thì đèn duy chỉ rất là ổn định, không bị hạ sáng nhiều và có thể hoạt động liên tục tới khoảng 3 tiếng tương đồng với cây Phoenix PD36 r Pro. Thì đây là cái điều mà những cái cây đèn nó chạy pin một tròn nó không trước đây là gần như không thể nào mà làm được. Cái độ sáng 200 lumen rất là đủ để mà dùng ở trong nhà thì nó sáng được khoảng 10 tiếng và 50 lumen thì có thể duy trì được tới 25 tiếng đồng hồ. Đây sẽ là cái độ sáng 800 lumen của P25V2 P2. và đây là 3600 lumen. Một cái ánh sáng nhìn bao quát cực kỳ là tốt. Với cái tầm nhìn hiệu quả có thể đạt tới khoảng 100 mét và dùng một tầm gần thì cực kỳ tuyệt vời luôn bởi vì là cái tâm của nó tỏa rất rộng để mình sẽ so thử cho các bạn với PD36 Pro nhé 2800 lumen này 3600 lumen hai ánh sáng khác nhau hoàn toàn luôn một cây tỏa rất rộng một cây thì có khả năng chiều xa tốt hơn đây là độ sáng thấp nhất này 50 lumen 50 lumen mình vẫn đủ để nhìn đường ở trước mặt khoảng vài mét 200 lumen, một cái độ sáng rất là ổn áp để mà đi dạo đánh quanh hoặc là dùng ở trong nhà các kiểu 800 lumen, độ sáng chính của cây đèn khi mà có thể uh, duy trì liên tục trong khoảng 3 tiếng đồng hồ Và 3600 lumen Độ sáng rất là ấn tượng nhưng mà nó làm đèn nóng khá là nhanh, mình cầm thì phần uh, thân đèn khá là nóng rồi Thế nên là chỉ nên dùng khoảng từ 200 đến 800 lumen thôi thì mình thấy là đáp ứng đủ hơn như là mọi nhu cầu chiếu sáng ở ngoài trời. Ánh sáng rất là tốt. Nhảy chốp này. Nhảy ROS này. Những người mà chơi đèn pin thì họ sẽ thích là đèn nó chiếu càng xa càng tốt. Chứ cần biết là dùng cho cái việc gì. Nhưng mà khi mà đã có đủ trải nghiệm và kinh nghiệm rồi thì những cái cây đèn như kiểu size sky p 25 v 2 P2 thì các bạn mới thấy là nó thực sự là rất thực dụng mình không dám nói rằng cái cây p 25 v 2 P2 này nó đáp ứng được 100% trăm mọi cái yêu cầu sử dụng nhưng mà đối với bản thân mình thì mình chưa thấy có cái tình huống nào mà làm khó được cái đèn này cả từ những cái công việc hàng ngày như kiểu là soi đường đi cầu thang đọc sách dù khi vấn điện hay là đi dạo ngoài trời rồi đạp xe buổi tối thì cái đèn này khiến mình rất là hài lòng chủ yếu là nhờ cái sáng tỏa rất là rộng và thực dụng của nó ở chung thì size Sky P25 V2 là một cái đèn pin nó không có tính năng gì quá là đặc biệt và cao siêu Nhưng mà nó lại đem lại một cái trải nghiệm sử dụng rất là tốt và thực tế Mình thấy đây là một cái sự lựa chọn rất là tốt cho một cái đèn pin chủ lực dành cho các nhu cầu chiếu sáng cơ bản Và cái cả chiếu sáng cơ độ cao ở ngoài trời với cái khả năng duy trì liên tục ở cái độ sáng 800 lumen trong khoảng 3 tiếng đồng hồ Tất nhiên là sẽ không có cái đèn nào hoàn hảo cả Thì cái này ngoài cái việc là cái vòng bezel nó làm phẳng ra thì mình cũng muốn là Science Sky họ sẽ trang bị luôn một cái cổ sạc trên thân đèn Thì nó sẽ tiện hơn giúp chúng ta có thể sạc pin mà không cần phải tháo bên pin ra Bởi vì cái việc tháo ra tháo vào nhìn nó đơn giản vậy thôi Nhưng mà nhiều khi mà kiểu đi làm hàng ngày về mệt rồi Chỉ muốn mở cái cổ sạc ra rồi cắm thẳng vào luôn Chứ tháo ra tháo vào nó cũng khá là mất thời gian Theo mình nghĩ là như vậy Ok vừa rồi là tất cả những cái đánh giá của mình về Science Sky P25V2 P2. Một cái đèn pin nữa, giá khá là ổn, chất lượng cao và thực sự rất là ok Mọi người có ý kiến gì về nó thì có thể để lại ở phần bình luận phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.